Làm gì đấy? Sao chưa về? Tối nay con ngủ ở đây một bữa. Mẹ nằm bên đấy bên này. Thế chồng con thì làm sao? Rồi chúng nó lại ời ời gọi điện sang đây. Thế thằng Đức ông đau thế nào? Anh ấy đỡ rồi. Ngày hôm nay con không có ở nhà anh còn mừng hơn ấy. Tại vì thao xem bóng đá mà. Lúc nào về ấy, mang cái ca mẹ mua cho nó rồi vắt cho nó uống. Thôi ai mà làm thế. Con vừa mới mua một cân cam mà. Cam của chị thì bằng thế nào cam của tôi, chọn từng quả ấy, không nói nhiều, cầm về cho nó. Mà ra tủ lạnh lấy cái hộp chân gà mẹ ngâm sẵn rồi đấy, mang về cho nó ăn cho khỏe, rồi gân cổ cãi mẹ vợ. Thế thì có mà, anh vừa ăn anh vừa bị nghẹn mất. Không nói nhiều, thôi đi về nhà ngủ đi, tôi không quen ngủ với người khác. Cơm nữa. Thế tại sao bao nhiêu lần cái Vân với cái Trang sang muốn ngủ với mẹ, có bao giờ mẹ đuổi chúng nó đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại không cho con ngủ cùng nào? Hay con mới không phải là con ruột của mẹ đấy? Cái mồm này, hơn 30 tuổi đầu rồi, nói năng phải biết suy nghĩ chứ. Bảo sao mẹ tát cho. Mẹ ấy nhá. Cái gì? Cái gì nữa? Tát cho một cái rõ đau thật đi. Còn giữa đường giữa phố nữa chứ. Thế muốn gì? Thế muốn xin lỗi à? Đừng hòng ấy, còn ăn đánh thêm ấy. Thế tao hỏi mày nhá, tao bằng ngần tuổi đầu này rồi mà mày bảo tao là bà già chơi chống bỏi. Thế sau này ấy, con Sam nó lớn bằng tuổi mày, nó nói như thế thì mày có nghe được không à? Mày có điên không à? Nói thôi được rồi. Được rồi con biết rồi, con xin lỗi. Ngày hôm qua trong người con đang bực bội quá. Xong rồi con nhìn thấy. Thôi thôi cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ mình nói chuyện khác nha. Chuyện cái Trang ấy, mẹ tính như thế nào ạ? Mà hồi nãy ấy, mẹ mắng nó thôi là được rồi. Làm cái gì mà phải trả lại cả sổ tiết kiệm xong rồi không cho nó quay trở lại đây. Khổ thân con bé, nó khóc nhiều quá, hai cái mắt của nó to như hai con ốc nhồi. Thì cũng phải để cho nó có đường lui chứ. Giữ dịp nó lại thì làm sao nó dám sống thật với suy nghĩ của mình. Mà cái đấy là chuyện của nó với cái cô kia. Chứ mẹ vẫn là mẹ của nó bao nhiêu năm nay cơ mà. Chứ mẹ không thấy cứ mỗi lần mà con vô tâm vô tính với mẹ một tí thôi, nó xót xong nó chửi con banh cả nóc à. Nó vẫn chờ mẹ nó đấy. Nó vẫn muốn tìm máu mủ ruột rà của nó. Các cụ nói cấm có sai, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Hồi ấy mẹ nó biên thư lại, mẹ nó bảo đừng có tha thứ cho mẹ nó. Có khi đến giờ cái con bé ngốc nghếch ấy vẫn cứ làm theo đấy. Bố mẹ nào chẳng có lúc nó sai, có phải lúc nào cũng đúng hết cả đâu. Thế nhưng cứ oán cứ trách thì cả hai bên cùng khổ. Mẹ mắt vừa quắc lên một cái, lòng đã mềm như bún rồi. Mẹ thấy mình thật hời hợt anh ạ. Mẹ cứ thấy chị em chúng mày ríu rít với nhau, còn nó cứ mẹ mẹ. Thành ra mẹ nghĩ mẹ thành mẹ của nó thật rồi. Mẹ đã bù đắp đầy đủ cho nó rồi. Cái chuyện nó đi tìm mẹ, mẹ không trách gì nó. Thế nhưng cứ nghĩ đến 10 năm rồi, nó không nói một lời nào cả. Rồi đến khi mẹ đẻ nó, gây khó dễ, mà nó cũng không tâm sự với ai ở cái nhà này. Mẹ thấy khó chịu, cảm thấy mình là người thừa. Nó có cần gì mình đâu. Người như mẹ chẳng giúp được gì cho nó, có khi lại trở thành gánh nặng. Có khi cái Trang nó không nói bởi vì nó sợ nó nói ra thì lại làm cho mẹ suy nghĩ nhiều hơn. Xong rồi còn tủi thân các kiểu nữa. Cũng có thể là nó chỉ tò mò xem là người phụ nữ đấy là ai, sống như thế nào thôi mẹ. Chứ đã chắc gì là nó muốn nhận lại đâu. Cũng cả 10 năm trôi qua rồi còn gì. Nếu muốn nhận thì nhận lúc nào chả được. Chứ tính của nó nhá, nó mà đã muốn cái gì nó làm cho bằng được. Mẹ cứ nhớ mãi cái ngày mẹ nó bỏ nó lại. Nó cứ chờ mãi. Ngay cả khi về nhà mình rồi, nó cứ đứng thẫn ra ở bên đường mà ngóng.
Hóa ra bao nhiêu năm mẹ yêu thương, mẹ bù đắp cho nó mà vẫn không là đủ.